Như chúng tôi đã đưa tin trong những ngày gần đây thì các đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội thường xuyên đi kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lễ hội trên địa bàn thành phố. Qua các buổi làm việc này thì lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống tại các lễ hội. Khu vực cổng Chùa Hương thuộc địa phận huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hiện có 55 quầy hàng lớn nhỏ, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, trong số này có đến 53 cơ sở hoạt động theo thời vụ. Cũng bởi chỉ kinh doanh vài tháng lễ hội, nên phần lớn những cơ sở này mắc các sai phạm về các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại cửa hàng ăn uống này, qua kiểm tra, có đến 9 trên 10 mẫu bát dù đã được rửa, nhưng vẫn bẩn và tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm vi sinh vật cao. Tại nhiều cửa hàng khác, thức ăn sống chín bày bán lẫn lộn, không có tủ bảo quản. Thậm chí, đá viên dùng để uống liền lại được để chung trong tủ lạnh với những loại thịt sống. Nguyên liệu được quảng cáo là tươi, sống, nhưng ở cơ sở này, 4 năm nay, tất cả được giao dịch tại bến đò không giấy tờ chứng minh nguồn gốc và chất lượng thì được đảm bảo bằng niềm tin. Từ 5 giờ sáng nào, ví dụ mình lấy cái thịt bò thì là người ta chuyển vào trong này. Đó. Không biết những cái hàng đấy thì họ có xuất trình cái giấy tờ nguồn gốc xuất xứ đưa cho cửa hàng mình không? Cái này đúng ra là trước nay em làm thì cũng không thấy đưa. Tại lễ hội Đền Gióng Sóc Sơn, các vi phạm của những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khác cũng tương tự. Những chiếc bát này dù đã được chủ cửa hàng tráng qua nước nóng trước khi đưa cho đoàn kiểm tra thực hiện test nhanh, thì vẫn có đến 4 trên 10 chiếc không đạt chuẩn. Một số cái cơ sở tại Đền Sóc hoặc Chùa Hương thì khi kiểm tra về vấn đề độ sạch của bát đũa thì vẫn chưa đảm bảo. Vấn đề thứ ba nữa là vấn đề truy xuất nguồn gốc thì vẫn còn tồn tại, và đặc biệt nữa là vấn đề mà người dân, những người mà tham gia chế biến ấy, thì chưa hẳn đã được tuyên truyền hoặc là đi bộ được đảm bảo cái vấn đề về các cái bảo đảm về an toàn thực phẩm. Còn tại cửa hàng này được quảng cáo là trà sữa cao cấp của Nhật Bản, nhưng nguyên liệu pha chế lại hết hạn cách đó nhiều tháng. Và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, chủ cửa hàng này cũng không xuất trình được.